Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng dựng cho các bác tham khảo súp hơi 50 JBL SRX718 và cái cấu hình hôm nay bên cửa hàng nhà em sẽ lắp cái củ bát 50 RCF màng carbon. Ở video này em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá cho các bác. Cấu hình này thì dựng lên cho các bác đi đánh sự kiện này, chơi sân vườn này, không gian rộng lớn. Tại vì sử dụng cái bát carbon côn 125 này nó đánh rất là khủng khiếp các bác nhá. Đánh uy lực luôn, rung mái tôn như mưa luôn. Ở đây thì em lên cái form thùng. Cái form thùng mà em dựng lên là cái form thùng rất nổi tiếng. Đó là cái thùng súp hơi đơn 50 JBL SRX718. Con này, cái thùng này bên cửa hàng nhà em làm thì rất là chắc chắn. Đấy, thùng thì là có hai tay sách ở hai bên. Đây, tay sách các bác nhá. Và thùng này bên cửa hàng nhà em làm toàn bộ là thùng ván nếp, rất là chắc chắn luôn. Gỗ siêu dày luôn các bác nhá. Gỗ dày 1/8 cơ. Ưu điểm của cái thùng này là thùng ván nếp, tại vì là nhiều bác đi show sự kiện ý, lấy thùng ván ép cho dễ bê vác, dễ vận chuyển. Thùng này thì có đế cắm cọc ở phần trên nóc nhá. Các bác hình dung chưa? Đây này, đây là phần đầu này. Nên cái đế này các bác có thể để dựng một cái loa lên. Đấy, bây giờ vào giới thiệu này. Đây là cái lưới của nó nhá. Hiện tại là em để tung lưới em chưa lắp. Khi hoàn thiện thì sẽ phải lắp cái lưới này vào này. Vào phần chính này cho các bác giới thiệu củ bát cho các bác. Thùng này bên em là thiết kế là hai cái thanh tông hơi tròn ở phần mặt trước như này. Đây, lắp củ bát này các bác nhé. Củ bát này, củ bát giờ xếp này. Xương nhôm đúc rất là cứng cáp. Hàng này hàng Trung Quốc loại 1. Từ 260, từ dày các bác nhé. T màu đen 2, 4, 6 cái lỗ tản nhiệt. Nhà bát 50 carbon thì nó sẽ là có cái màng, cái lưới chống bụi như thế này. Ra lật cái củ bát này. Củ bát này siêu nặng luôn. Nó rơi vào tổng mười mấy cân một củ ấy. Đây các bác nhá. Đây bên trong thùng thì là toàn bộ lót, toàn bộ là bông mút. Lót bông tiêu âm. Và thùng toàn bộ là ke góc, các bác nhìn các mối ke không? Ke góc đầy đủ nên thùng chắc chắn tuyệt đối luôn. Các bác nhìn này. Thùng gỗ ván ép này, những lớp ép rất là dày. Đấy. Còn đây là cái củ bát của nó các bác nhá. Đây củ bát đen lắp sử dụng này, củ bát này. Màng đan sợi carbon, màng chống nước các bác nhá. Con này đánh công suất các bác trên 1000W các bác mới đánh được. Nồi đồng cối đá luôn, gân vải ba, gân sóng to, màng đang sợi carbon, màng xếp ly lượn sóng, nhìn này quá là cao cấp luôn. Các bác sử dụng thằng này thì siêu bền luôn nhá, bao bền cho các bác đi đánh xô. Đó, nhìn này, từ 260 kẹp lỗ bích thép màu trắng, côn 125 nhện màu vàng, dây điện hàng cao cấp, dây điện bọc từ ngoài vào trong này, con này màng trên dưới là màng chống nước. Cái này các bác phải dùng để công suất khỏe các bác chơi. Với một cục dựng lên như thế này, bên cửa hàng nhà em đang bán 6 triệu một cục các bác nhé. 6 triệu một cục súp hơi đơn 50 lắp bát carbon. Mua hàng thì liên hệ em các bác nhé. Bên em có bán rời vỏ thùng và bên em có bán rời của bát này. Các bác mua rời cái gì em cũng bán. Còn nếu mà hoàn thiện thành phẩm là 6 triệu một cục. Hồi nhờ em xin dừng video. Hẹn các bác ở video phần 2. Video phần 2 em sẽ đưa đẩy công suất vào em test trực tiếp. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh để theo dõi nhé em. Mua hàng quan tâm thì các bác liên hệ em nhé. Số điện thoại 5815 và 712 đây là hai số hotline nhé em. Hai số này anh em có Zalo mua hàng các bác có thể kết bạn Zalo, nhà em có giao hàng toàn quốc nhé.